Xin chào các bạn đã trở lại với Techmark Việt Nam. Như đã biết thì iPhone là một trong những chiếc điện thoại hấp dẫn, cao cấp và có được số lượng người dùng trung thành đông đảo bậc nhất trên thế giới hiện nay. Mỗi một thiết bị iPhone mới ra mắt thì đều khiến cho cả thị trường, bao gồm cả những người không có thiện cảm với thương hiệu Apple hay tất cả đối thủ của công ty Mỹ đều phải nín thở theo dõi. Sẽ không quá khi nói rằng iPhone đang trở thành niềm cảm hứng của rất nhiều công ty sản xuất di động khác khi xét cả về thiết kế lẫn cách thức tiếp cận thị trường. Cho đến hiện tại thì thời gian đã trôi qua và chỉ còn một tháng nữa, chiếc điện thoại đầu tiên đóng mác Apple sẽ kỷ niệm 10 năm cho sự ra đời dẫn đầu thế giới di động của họ. Do đó thì sẽ là khá thú vị khi cùng với đó chúng ta cũng biết được một chút về những con số đã làm nên thành công của dòng điện thoại này. Vào năm ngoái, tức là 9 năm ngày ra đời của iPhone, thì CEO Tim Cook từng cho biết là công ty đã đạt được doanh số 1 tỷ điện thoại trong suốt thời gian từ đầu đến đó. Còn cho đến hôm nay thì trong một cuộc họp mới đây tại Apple thì vị CEO này đã tiếp tục đem đến tin vui cho tất cả các nhà đầu tư lẫn giới lãnh đạo rằng doanh số iPhone tiếp tục tiến triển tốt và đã đạt mốc 1,2 tỷ máy, đồng nghĩa với việc chỉ trong vòng chưa đầy một năm thì doanh số iPhone đã đạt thêm được 200 triệu máy. Bên cạnh đó thì Tim Cook cũng cho biết là trong suốt 10 năm qua, iPhone đã mang về cho Apple khoản doanh thu lên tới 738 tỷ USD, cùng với mức lợi nhuận luôn được duy trì khoảng 100 tỷ USD sau khi kết thúc vòng đời của mỗi chiếc iPhone. Với mức lợi nhuận như thế này thì sẽ không lạ khi mà iPhone thực sự trở thành con gà đẻ trứng vàng cho Apple, giúp định hình Apple từ một công ty ở mức khá giả chỉ cách đây 10 năm trở thành một đế chế công nghệ khổng lồ với số tiền mặt được duy trì khoảng 256 tỷ USD. Lớn hơn bất kỳ đối thủ nào khác trên thế giới, cũng như là hứa hẹn công ty công nghệ đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường, điều mà những đối thủ lớn nhất của họ còn chưa làm được, dù chỉ là một nửa. Và đây sẽ là những con số thống kê cụ thể đã làm nên thành công của iPhone nói riêng và Apple nói chung trong suốt thời gian qua. Đầu tiên đó là năm 2011 thì iPhone đã cán mốc doanh số 100 triệu máy. Năm 2012 thì iPhone cán mốc doanh số 200 triệu máy. Năm 2014 thì 500 triệu iPhone đã được bán ra. Năm 2016 thì 1 tỷ điện thoại iPhone đã được tẩu tán. Và cuối cùng là mới đây, giữa 2017 với tổng cộng 1,2 tỷ iPhone đã bán ra. Về số liệu thống kê theo thời gian trung bình thì CEO Tim Cook cho biết hiện tại mỗi ngày có 328.767 iPhone được bán ra. Con số đó trong mỗi tuần là 2.301.369 máy, 9.883.010 máy được tẩu tán hàng tháng và hàng năm là 119.671.188 chiếc iPhone được đến tay người dùng. Sao người ta đếm được chính xác nhỉ? Cần nhớ rằng con số trên chỉ là phép thống kê theo trung bình và cao bằng doanh số qua tất cả các mốc thời gian. Trên thực tế thì số liệu này sẽ còn phải thay đổi theo chiều hướng tăng lên, bởi chỉ riêng trong 11 tháng vừa qua thì Apple đã bán được thêm tới 200 triệu iPhone, tức là lớn gần gấp đôi mức thống kê trung bình ở trên. Về doanh số cụ thể của các đời iPhone thì không tính thị trường máy cũ nhé. Theo các số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác nhau thì là như sau. iPhone đầu tiên thì chúng ta bán được 6,1 triệu máy, iPhone 3G là 15 triệu máy, iPhone 3GS là 30,1 triệu máy, iPhone 4 bán được khá là nhiều, tới 94,8 triệu máy, tức là hơn gấp 3 lần iPhone 3GS, đến iPhone 4S thì là 98,1 triệu máy, iPhone 5 sốc luôn, 143,4 triệu máy, còn iPhone 5S và 5C là 163,7 triệu máy, iPhone 6 và 6 Plus là 222,4 triệu máy, iPhone 6S, 6S Plus hay 7 và 7 Plus thì chưa có số hiệu thống kê cụ thể do vẫn đang trong vòng đời lưu hành. Về cơ bản thì như đã đề cập, mức doanh số qua các đời iPhone đều tăng lên rất cao qua từng năm, nhất là với các phiên bản iPhone mới hoàn toàn về thiết kế như là từ iPhone 3GS lên iPhone 4 này, từ iPhone 4S lên iPhone 5 này, từ iPhone 5S lên iPhone 6 này. Do đó thì chắc chắn với những người kỳ vọng rất lớn từ thị trường thì việc iPhone 8 sẽ tiếp tục giúp Apple lên ngồi trên túi tiền một lần nữa là một điều được nhiều nhà phân tích lẫn giới đầu tư đồng tình. Bên cạnh đó thì con số trên của iPhone cũng đã giúp cho chúng ta nhận thấy sự thống trị đến đáng sợ của Apple trên phân khúc điện thoại cao cấp là như thế nào, khi mà những đối thủ lớn nhất của nó ở phân khúc này gần như không thể có được một sự cạnh tranh dù là cân bằng nhất. Như là bộ đôi Galaxy S8 được đánh giá là chiếc điện thoại Android đột phá nhất gần đây chẳng hạn, thì cũng mới chỉ đạt được mức doanh số là khoảng hơn 10 triệu máy mà thôi. Và công ty Hàn Quốc cũng chỉ kỳ vọng vào mức doanh số khoảng 50 triệu máy trong vòng đời của nó mà thôi. Quá là khập khiễng nếu so với doanh số cả trăm triệu máy như là iPhone 7 đang làm được.
Do đó thì iPhone sẽ chắc chắn còn giúp cho Apple được biết đến như là một gã nhà giàu vô tư trong một khoảng thời gian khá dài tiếp theo, khi mà họ vẫn có thể một mình một mâm và ăn gần hết lợi nhuận của toàn bộ thế giới di động, mặc cho thị trường này đang ngày càng chật chội và cạnh tranh khốc liệt. Đến mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn cứ giàu thôi. Và vừa rồi là chúng ta đã cùng nhìn qua một số con số cũng như là những cái mốc đáng chú ý của Apple sau 10 năm phát triển. Liệu rằng iPhone 8 tới đây có làm nên trò trống gì hay không? Liệu rằng nó có làm ra mức đột phá về doanh số như là thời iPhone 3GS lên iPhone 4 hay không? Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của mọi người bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.